mà chúng ta thường gặp trong thực tế. Ví dụ, ở đây tôi nói về tình huống đó là đi công tìm hiểu một khái niệm mới, đó là khái niệm dependency injection. Đầu tiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm này thì chúng ta sẽ liên tưởng đến một số trường hợp mà chúng ta thường gặp trong thực tế. Ví dụ, ở đây tôi nói về tình huống đó là đi công tác. Tôi đang công tác tại Genven và chúng ta nhận được một lời mời training từ một công ty tin học nào đó. Công ty tin học này muốn Genven training cho họ về khóa học Gen Framework phiên bản 2 chấm. Như vậy, quá trình mà chúng ta thực hiện một chuyến đi công tác đến công ty tin học này bao gồm các bước sau. Tôi sẽ liên hệ đến công ty tin học để tôi xác nhận được ngày và giờ chúng ta sẽ có mặt tại đó để training. Như các bạn biết thì Genven ở thành phố Hồ Chí Minh, còn công ty tin học này họ ở Hà Nội. Như vậy, để chúng ta có một chuyến đi công tác, đầu tiên chúng ta xác định ngày và giờ chúng ta có mặt tại đơn vị đó. Ví dụ, vào 8 giờ ngày 21 tháng 5. Như vậy, khi mà tôi nhận được yêu cầu này thì tôi sẽ tiến hành liên hệ với Vietnam Airlines hay là chúng ta liên hệ với một hãng máy bay nào đó để chúng ta thông báo và chúng ta tìm kiếm một chuyến bay phù hợp. Sau khi tôi liên hệ đến Vietnam Airlines, tôi muốn rằng tôi có mặt ở Hà Nội trước 8 giờ để tôi thực hiện việc training cho công ty tin học này. Thì Vietnam Airlines họ sẽ tìm kiếm và họ sẽ đề nghị các chuyến bay phù hợp cho chúng ta. Và sau khi họ đề nghị, tôi lựa chọn được một chuyến bay khởi hành vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 5. Và công việc chúng ta liên hệ với Vietnam Airlines là chúng ta liên hệ bằng điện thoại để chúng ta đặt vé. Sau khi tôi đã đặt vé ở Vietnam Airlines rồi, thì tôi cũng cần một phương tiện để chúng ta vận chuyển ra sân bay. Và ở đây tôi sử dụng dịch vụ taxi và taxi của hãng Vinasun. Ở đây tôi sẽ báo với hãng taxi này tôi có một chuyến bay vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 5 và tôi đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hãng taxi này họ sẽ sắp xếp thời gian và cử taxi đến đón chúng ta để chúng ta có thể có mặt kịp lúc ở sân bay. Như vậy, các bạn thấy đây là một quy trình hoặc là một tình huống khi tôi thực hiện một chuyến đi công tác từ Genven đến một công ty tin học nào đó. Bây giờ vấn đề của chúng ta ở đây chỉ riêng một mình tôi đi công tác. Nếu các bạn thấy rằng ở Genven có 10 người họ đi công tác thì họ phải thực hiện bao nhiêu cuộc điện thoại để đặt vé và thực hiện bao nhiêu cuộc để đặt các hãng taxi để đưa họ ra sân bay. Một vấn đề phức tạp hơn, nếu như chúng ta thay đổi hãng taxi, thay đổi hãng máy bay và thay đổi hình thức đặt vé. Các bạn thấy từ trước đến giờ chúng ta đã quen với việc đặt taxi với hãng là Vinasun hoặc là chúng ta quen với việc sử dụng dịch vụ bay của Vietnam Airlines. Và hình thức mà chúng ta liên hệ với hai đối tác này đó là bằng điện thoại. Bây giờ tất cả các dịch vụ đều thay đổi, đó là thay đổi hãng taxi, thay đổi hãng máy bay và thay đổi cả hình thức đặt vé. Thay vì lúc trước thì chúng ta chỉ cần điện thoại thì bây giờ chúng ta phải truy cập vào internet để chúng ta tìm kiếm các chuyến bay và chúng ta tiến hành đặt các chuyến bay đó. Như vậy các bạn thấy vấn đề này nếu chỉ riêng một mình chúng ta thì đôi khi chúng ta vẫn có thể giải quyết được. Mặt khác, vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các nhân viên trong tổ chức của chúng ta thì các bạn thấy nó sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Nếu như vấn đề này chúng ta giải quyết như sau. Tôi công tác tại Genven và tôi được cử đi công tác tại một công ty tin học ở Hà Nội. Tôi chỉ cần đó là liên hệ với phòng quản lý. Tôi liên hệ rằng vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 5, tôi sẽ phải có mặt ở công ty tin học và công ty tin học này ở địa chỉ nào đó ở thủ đô Hà Nội, thì phòng quản lý họ sẽ tự động sắp xếp. Đầu tiên họ sẽ đặt chuyến bay cho chúng ta, tiếp theo họ sẽ đặt đến các hãng taxi để có thể đưa chúng ta ra sân bay kịp giờ.
thì các bạn thấy công việc của chúng ta lúc này trở nên khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần đưa yêu cầu đến phòng quản lý và phòng quản lý họ sẽ tự động điều chỉnh và sắp xếp các cuộc bay, các cuộc taxi để có thể đưa chúng ta đến công ty tin học đó cho đúng giờ. Và các bạn thấy nếu như chúng ta có 100 người cần đi công tác thì 100 người này cũng chỉ cần gửi yêu cầu đến phòng quản lý. Cho dù hãng máy bay Vietnam Airlines có thay đổi, cho dù taxi Vinasun có thay đổi thì chúng ta cũng không cần quan tâm, bởi vì lúc này công việc liên hệ đến các đối tác này đó là công việc của phòng quản lý chứ không còn là của chúng ta nữa. Và đây là một khái niệm dependency trong thực tế. Trở lại vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta tìm hiểu dependency injection trong lập trình hướng đối tượng nó là như thế nào. Các bạn thấy dependency injection, nó viết tắt của chữ DI, nó giúp cho chúng ta giảm sự phụ thuộc giữa các lớp và tạo ra sự linh hoạt cao và tính dễ bảo trì cho ứng dụng. Lợi ích gì khi chúng ta sử dụng DI? Đó là nó sẽ giảm sự phụ thuộc giữa các lát, tăng khả năng dùng lại và khả năng dễ đọc của mã nguồn, tạo cho ứng dụng tính mềm dẻo và khả năng nâng cấp bảo trì trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Để các bạn hiểu rõ hơn về dependency injection thì tôi cũng thực hiện một ví dụ nhỏ để các bạn hình dung được kỹ thuật này nó được sử dụng trong lập trình hướng đối tượng là như thế nào. Chúng ta sẽ quay lại Zen Studio. Ở đây các bạn thấy tôi đã tạo sẵn một folder, đó là folder 07 DI. Tiếp tục tôi sẽ tạo ra một file BSP mới. Ở đây chúng ta sẽ có đó là 01 BSP. Ví dụ bây giờ chúng ta sản xuất ra các máy game, tôi tạm gọi là các máy PlayStation. Thì các bạn thấy đối với các máy PlayStation này, khi chúng ta đưa vào một đĩa CD nào đó, thì máy PlayStation nó sẽ thực hiện đó là thực hiện trò chơi của đĩa CD đó. Như vậy bây giờ tôi sẽ viết một lát để tôi thực hiện điều đó. Ví dụ tôi có lát đó là PlayStation và lát của chúng ta có một phương thức. Ví dụ public function play. Và phương thức play này chúng ta đơn giản đó là echo ra giá trị đó là play in. Bây giờ các bạn thấy đối với các máy này thì mỗi người chơi họ có thể chọn lựa những trò chơi cho phù hợp. Như vậy tôi tạo ở đây một giá trị và giá trị này ở trạng thái đó là private. Chúng ta tạm đặt trò chơi đó tên là game. Và khi play thì chúng ta phải cho biết rằng máy PlayStation của chúng ta đang chạy trò chơi nào. Như vậy tôi tiến hành khởi tạo did, chúng ta gọi đến giá trị game và chúng ta khởi tạo một lát mới. Ví dụ ở đây chúng ta tiến hành chơi trò chơi đó là FIFA. Tôi tạo ra một lát là new FIFA. Thì các bạn thấy hoàn toàn bình thường, không có gì để nói rồi. Như vậy khi chúng ta tạo một đối tượng, ví dụ ở đây tôi có một đối tượng đó là PlayStation bằng new PlayStation, thì mặc định game PlayStation nó sẽ chơi trò chơi đó là FIFA. Và đây là cách mà chúng ta fit cứng và nó sẽ không ổn. Thông thường thì người ta sẽ thiết lập ở phương thức đó là constraint. Và các bạn thấy đối với phương thức này, chúng ta đơn giản đó là thiết lập game mà chúng ta đang chơi đó là game nào. Ở đây đó là giá trị FIFA. Sau đó ở phần play, chúng ta cần gọi đến đó là phương thức play PlayStation. Tôi gọi đến phương thức play. Thì như các bạn thấy với cách viết này, khi chúng ta tạo ra một đối tượng PlayStation thì hiển nhiên nó sẽ là PlayStation của game FIFA. Và đây là một cách mà chúng ta làm cho mã nguồn của chúng ta nó cứng nhắc đi, nó không có linh động. Ở đây chúng ta có thể thay bằng một cách khác, đó là các bạn có thể đưa vào đây một biến, đó là biến thay nào đó chẳng hạn. Ví dụ thay, tôi tạo ra giá trị mặc định cho nó là FIFA. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào biến thay này, tôi sử dụng câu lệnh switch key và truyền vào đây đó là biến thay. Và chúng ta sẽ đến trường hợp default. Trường hợp default thì đó là game FIFA chẳng hạn. Chúng ta sẽ ghi như thế này. Và đây là phần read. Tiếp tục, nếu như chúng ta có giá trị đó là Mario,
thì chúng ta sẽ khởi tạo trò chơi đó là Mario chẳng hạn. Tôi copy và tôi đưa vào đây. Ở đây chúng ta sẽ là game Mario. Hoặc là chúng ta có một game khác. Ví dụ ở đây chúng ta có game đó là Counter-Strike. Thì các bạn thấy nó sẽ là New Counter-Strike. Vân vân. Chúng ta có bao nhiêu trường hợp game thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu khối cây như thế này. Và các bạn thấy khi chúng ta tạo một đối tượng thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các đối tượng khác. Và dựa vào mỗi giá trị thay thì nó sẽ có những đối tượng cho trường hợp đó. Ví dụ với Mario thì chúng ta phải gọi đến đó là Lad Mario. Với Counter-Strike thì chúng ta phải gọi đến đó là Counter-Strike. Với cách viết như thế này thì nó vẫn còn phụ thuộc và chúng ta chưa sử dụng đến bất kỳ một nội dung nào của dependency cả. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cách viết như thế này. Thay vì chúng ta phải truyền vào phần thay như thế này, tôi sẽ tạo ra hẳn một đối tượng và đối tượng của chúng ta tên là đối tượng FIFA. Thì các bạn thấy nó bằng new FIFA. Sau khi chúng ta đã có đối tượng FIFA rồi, chúng ta mới truyền trực tiếp đối tượng FIFA vào đây. Như vậy các bạn thấy đối với phương thức construct, lúc này chúng ta chỉ cần delete, chúng ta gọi đến game. Nó sẽ bằng với giá trị mà chúng ta truyền vào. Ở đây chúng ta sẽ có đó là obj game. Và tôi xóa đi tất cả nội dung này. Obj game chúng ta truyền vào đây. Thì các bạn thấy với cách viết như thế này thì chúng ta đã sử dụng được dependency trong lập trình hướng đối tượng. Chúng ta không cần phải khai báo quá cứng nhắc trong phương thức construct. Mà ở đây các bạn thấy tôi khởi tạo một đối tượng PlayStation và tôi thông báo cho lát PlayStation biết rằng chúng ta đang chơi trò chơi đó là FIFA. Hoặc là chúng ta muốn chơi trò chơi khác thì các bạn thấy chúng ta chỉ cần tạo ra một đối tượng khác. Ở đây là Mario. Và chúng ta tiếp tục truyền Mario vào đây. Như vậy thì các bạn thấy sự linh hoạt giữa các lớp nó đã có. Bây giờ chúng ta có thể là thiết lập ở một phương thức khác chứ không hẳn là chúng ta thiết lập ở phương thức construct. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo ra một phương thức nữa. Và thông thường người ta sẽ đặt tên phương thức đó. Đó là set game. Deep chọn đến game bằng obj game. Như vậy nội dung này chúng ta có thể bỏ đi. Ở đây. PlayStation. Chúng ta gọi đến phương thức set game và truyền vào đây đó là FIFA hoặc là Mario. Đây là tinh thần của dependency injection trong lập trình hướng đối tượng. Các bạn có thể tìm kiếm trên internet để chúng ta có nhiều ví dụ hơn về dependency injection. Tóm lại, đối với khái niệm dependency injection này, chúng ta có thể hiểu như sau. Dependency injection nó viết tắt của chữ DI và nó giúp giảm sự phụ thuộc giữa các lớp, tạo ra sự linh hoạt cao và tính dễ bảo trì. Lợi ích đó là giảm sự phụ thuộc giữa các class, tăng khả năng dùng lại và khả năng dễ đọc của mã nguồn, tạo cho ứng dụng tính mềm dẻo và khả năng nâng cấp bảo trì trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.